Hoàng Ngân xin kính chào quý vị và các bạn. Hân hạnh chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Hoàng Ngân Tài chính Kinh doanh. Hôm nay Hoàng Ngân giới thiệu đến quý vị và các bạn một cách cắt cặp bản đơn giản nhất và dễ thực hiện nhất, ai cũng có thể làm được. Thực tế có rất nhiều cách cắt cặp bản khác nhau, có những cách rất là cầu kỳ và cũng rất là đẹp. Nhưng cũng rất là khó đấy. Hôm nay Hoàng Ngân giới thiệu một cách đơn giản hơn và ai cũng có thể làm được. Đầu tiên chúng ta hãy chọn một chiếc cà vạt tương đối nhé. Tương đối phần chất liệu của nó phải tương đối nha. Đừng mỏng quá, nếu mỏng quá thì thắt sẽ không đẹp. Một chút cà vạt về lại một chút. Sau đó các bạn hãy chuẩn bị một chiếc ghế và ngồi theo hướng của Hoàng Ngân. Đó. Sau đó chúng ta sẽ thực hành. Hoàng Ngân bây giờ sẽ thực hành cho các bạn làm nhé. Ta sẽ làm như thế này. Phần ở dưới chúng ta sẽ để tầm độ khoảng một găng tay, khoảng một găng tay hơn một chút nhé. Đó. Đấy. Chúng ta lấy phần chân của mình để làm cái điểm tì. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện. Đấy. Rất đơn giản. Hoàng Ngân sẽ làm mà rất là chậm để chúng ta có thể nhìn thấy. Bắt sang bên này. Đấy. Đó, cho sang bên này. Đấy. Chú ý nhé, Hoàng Ngân đang làm rất là chậm. Các bạn thực hiện đúng như thế. Đấy. Chú ý cái của đây chúng ta luôn giữ chặt nhé, còn nó bung ra. Đấy. Quát sang bên này. Đó. Quát sang bên này. Chúng ta luôn giữ chặt cái phần của ốc này nhé, còn nó bung ra. Đấy. Chúng ta sẽ đưa lên đây. Đó. Sau đó chúng ta sẽ luôn vào đây. Luôn vào đây. Chúng ta chú ý nhé, giữ cái phần này để đừng để nó bung ra nhé. Và tay trái chúng ta vẫn giữ củ gấu này, đừng để nó bung ra. Kéo nhẹ này. Đấy. Đó, chúng ta sẽ chỉnh. Đó, các bạn thấy không? Đơn giản không? Rất đơn giản. Và chúng ta sẽ được một cái cặp vạt rất là đẹp, rất là đơn giản. Đó, đơn giản không? Đấy. Đấy, mặt sau đây. Đó. Đấy, khi nào chúng ta thắt nhá thì chúng ta sẽ dựng quả sơ mi lên. Đấy, kéo lên kéo xuống này. Đấy, rất đơn giản đấy. Đấy. Đó. Kéo lên nhá. Đấy, kéo xuống thì chúng ta sẽ thắt thôi. Đấy, kéo lên kéo xuống xong thì là chỉnh nhá. Chỉnh vào là xong. Rất là đơn giản. Đẹp, đơn giản. Đấy. Có thể nói đây là một cách cắt đơn giản nhất. Đấy. Nhưng lại hiệu quả nhất. Bởi vì nó rất là nhanh. Thứ hai là nó dễ làm. Đấy. Các bạn rất chú ý nhé, là phải ngồi theo hướng như Hoàng Ngân như này. Đấy. Chúng ta kiếm một cái ghế. Đấy. Và làm đúng như là Hoàng Ngân đã hướng dẫn. Đúng ngồi cách như này. Đấy, các động tác cũng làm đúng như vậy, rất đơn giản. Đấy. Hôm nay Hoàng Ngân giới thiệu đến quý vị và các bạn một cách thắt cà vạt đơn giản nhất, dễ làm nhất và ai cũng có thể làm được và rất là nhanh. Đấy. Ngoài ra thì nó còn rất là nhiều cách thắt cà vạt nữa,
rất cầu kỳ và cũng rất là đẹp. Nhưng những cách đó thì tương đối khó. Lân sẽ giới thiệu ở những video sau. Hôm nay Lân xin dừng lại video clip ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Lân nhé, để chúng ta theo dõi những video sau. Thân ái chào quý vị và các bạn.